Anh là bên nào anh? Anh bên Tamo em, cái bên xử lý nợ đó, Tamo á. Là bên xử lý nợ hả? Ờ, bên anh Tamo á, anh thấy hợp đồng vay 3 triệu mình kêu ra giữ cho bên anh nè. Em sử dụng Zalo số nội nào xếp tải anh đi, gửi hồ sơ cho mình để mình xác minh. Không mà đâu có mượn đâu mà cần xác minh ta. Em vay khoản vay này 3 triệu trả nhân vào ngân hàng Tech Phát của em số là 1903 425 417 2017. Có con bé này tên Dung nè anh, em đây 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 đây. Dạ alo em hả? Em chị của Dung đó. À, dạ à, anh ơi à, em đâu có vay nào 3 triệu đâu, em vay toàn là 300 triệu không ạ? Đúng rồi, em vay là 300 triệu chứ em đâu có vay 3 triệu bao giờ. Em vay hả? Căn cứ công dân gì anh? Đâu có căn cứ công dân gì. Em muốn vay căn cứ công dân mình làm gì? Là sao ta? Là có nghĩa là anh đang có đang ra đây về tự nhiên tắt rồi, đang tính đang mình đang tính trao đổi thêm về cái vấn đề là vay đó, mà ai mà vay 3 triệu rồi trời thiệt cái tức ghê. Vay là người ta vay 300 triệu, cỡ chị Dung là 3 tỷ 300 tỷ, nghĩa là người cỡ bà Bùi Thị Dung chủ tịch của anh Đan Na Khe mà đi vay 3 triệu, quá trời gọi là quá coi thường. Ủa, chị Dung rồi, cái này giờ nó lừa đảo vậy mà sao nó vẫn còn làm được ta, vẫn có người bị lừa hả? Thì lừa được ai lừa thôi, này chị nhớ nó gọi chị 3-4 lần luôn rồi đó. Trời ơi, nó còn lừa Shopee nữa kìa chị. Thôi bà con cô bác cẩn thận nha cả nhà, lừa tiếp tóc nha, lừa cái đơn Shopee em bữa chị nhém lừa luôn chị Kiều. Ừ. Lừa rồi đó chị. Yeah, yeah. Ừ. Vậy đó, nói chung là cái đầu mà suy nghĩ ra được những cái điều đó là những người thông minh, nhưng tại sao không sử dụng cái đầu đó vào những cái chuyện nó rất là chính đáng, mà tại sao phải đi lừa người khác từ cái hết chuyện này tới chuyện kia. Nó mệt mỏi quá trời mệt. Đúng mỏi rồi, người ảo ta thôi, chán chường ghê. Xong thôi bà con cô bác cẩn trọng nha cả nhà, mình cần phải thứ nhất là coi là những cái người mà gọi vô xác minh để coi có mượn tiền mượn nợ gì không nè, rồi gọi lên bên chi cục thuế để làm hoàn thuế nè, rồi ad Zalo gì đó là không nè. Rồi gọi vô để kêu là làm cái mã định danh căn cứ công dân gì đó là không luôn nha. Xác minh không có công dân. Xác minh đó là không luôn nha. Rồi một cái nữa là gửi mấy triệu để lấy cái phần quà gì đó, mấy trăm triệu gì đó là không luôn nha cả nhà. Đó. Rồi gọi vô mà trúng thưởng cái gì đó mà FHSE gì đó rồi phải chuyển khoản 2 triệu để làm gì thủ tục gì đó là không nha, tất cả là không nha cả nhà. Lừa đảo hết á. Dạ thôi bây giờ mình xé túi mù đi. Ok, mình chuyển sang những cái trò chơi nó quay về tuổi thơ. Nó lành mạnh hơn, nó đơn giản, đầu óc đơn giản thôi, có gì đâu mà mình phải phức tạp đúng không mọi người? Dạ, mình dạ bữa nay đó nè, đẹp không? Ồ. Đẹp không? Ơi, em thích quay này chưa? Chưa. Ê, chị Ngọc Quyên ấy. Cái gì vậy? Chị Ngọc Quyên gửi qua cho mấy đứa. Có gì nữa? Có quà nữa. Ừ. Nó đâu nè, nó thôi không biết gì nhắc chứ không là chị ăn một mình luôn. Đây, ghê chưa, ghê chưa? Sô cô la. Chị Ngọc Quyền đi Mỹ về cho tặng cho mỗi đứa một. Không, chị đi Mỹ với chị Ngọc Quyền về. À vậy hả? Đúng rồi. Rồi sao? Nói chưa. Hello. Chị đi sô cô la. Ta thank you. Sô cô la. Mì thô. No, cả. Dạ. Đây là có một quen gửi cho trà sữa Thế Dĩnh các bạn đó nè, ốc tiêu ốc ơ đồ nè. Đó. Rồi cái này chia cho các bạn, rồi còn lại thì các em chia nhau ăn. Cảm ơn chị Ngọc Quyên nhiều. Ở nhà 6 bạn rồi cho 6 xanh. Rồi. Còn lại là của chia em nè. Cái này kiếp khác nè. Ừ. Kiếp khác. Cái thanh đi. Ừ, kiếp khác. Lấy thanh đi xong rồi chia cho Ba Giang nè, Ú nè, được rồi nè. Không, rồi Ba Giang không phải chị Ngọc Quyên. Sao vậy? Ba Giang tiểu đường á. Thôi Ba Giang tiểu đường không có ăn được cái món này được, đâu biết được mỹ vị nhân gian chị. Trời ơi, nhát vô. Không có biết được mỹ vị nhân gian. Ba Giang tiểu đường. Thường nghiệp giờ kêu ba vô nhà tiểu đi. Bởi vậy thời trẻ. Thời trẻ. Nè Bé Ngân. Dạ. Đây. Cô phó biên tập chuyên lo cô phó đi sự đi chị á, không có phó, không có đạo diễn. Trời ơi, ủa đủ chi cho bà Mai bằng thì đó nè, cái đó chia hết
nè, bà Trang bà ấy nguyên team đó, nguyên team đó. Chia cho các bạn là Sikula. Cái này ừ, là sinh viên hạng nhân. Yeah. Cô thì chị cô mua, cô mua. Cô mua dạ, cảm ơn cô mua rất nhiều. Đó, Tùng Ý về nha. Tùng Ý mà cái này á là chị sách về, chị đóng thùng, chị sách qua tới đây mới 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 là thương nè đó. Ừ. Đi đâu về cũng có quà cho các em hết thấy chưa? Cái này là từ Mỹ Tho lên, Tho lên. Sắp tới thì team sẽ có công việc mới nha cả nhà. Nãy giờ đang ngồi bày nè đó, đóng tôi ngủ. Chơi này vui quá à. Đấy giờ bắt đầu nè, tối nay bắt đầu nè. Chơi này vui ghê. Bây giờ tối nay thì ai sẽ nè? Ngân khai trương đi Ngân. Dạ. Tối nay khai trương đi, giờ bắt đầu xé đi. Ủa nhưng mà chưa biết xé thì sao? Tao thì học cách rồi đồ, tao chương trình sao mới biết chứ. Bữa giờ chị nghiên cứu rồi. Chưa có giá nữa. Giá chưa? Không cần lời. Mai đang tính ngày mai mốt tụi em khai like lại trên kênh của anh nè, rồi mình chuẩn bị cái bữa. Cái này chỉ có like tóm tóm được thôi chứ không có like các kênh khác đâu. Ủa sao vậy? Mấy kênh kia mấy cô chú em nghĩ là tóm tóm là người ta cũng đổ về Zalo để đặt đơn rồi người ta. Thì đúng rồi, thì có nghĩa là chơi bên tóm tóm sau đó là về bên kia để đặt đơn chứ thì, còn thì mình chơi trên YouTube rồi cũng người ta cũng gửi về có Zalo sẵn rồi. Không có nhiều, có nghĩa là cái này là cái tệp của các bạn nhỏ nhỏ thôi, còn bây giờ mà đi qua YouTube là không phải tệp. Mấy cô mấy chú nói ủa mua này về làm gì mấy đứa. Mấy cô mấy chú sẽ nói vậy, biết đâu mấy cô mấy chú mua cho mấy đứa nhỏ chơi. Chắc không đâu, thì thử. Ok, thì mình còn đang có tệp sẵn rồi bà con cô bác. Thử đi chị, thử đi bà con. Cái này nhìn hướng mà có ai like bên YouTube mà sẽ tới mù đúng không? Bây giờ mình thông báo đi, mình thông báo bà con cô bác đi là mọi người ơi, mọi người nếu mà biết túi mù rồi á thì mình cũng đã đam mê đúng không? Nhưng nếu mà mình chưa biết túi mù thì mình vô mình coi thử đi. Mày mua cho mấy đứa mấy cô chú lớn mua cho mấy đứa bạn nhỏ trong nhà chơi được mà. Đúng rồi, chứ nghĩa là mình bao dễ thương á. Dễ thương không? Đó. Dễ thương quá à. Cái này là không bự kìa. Cái con sẽ thấy nhiều khi cô chú mới thích mấy con thường á. Em thích con này nè, em thích con này nè chị, em thích con này nè. Từ từ quánh đèn vô, quánh đèn vô nó mới đẹp nè. Ê hộp hộp thấy đẹp không? Ôi cưng quá à. Nè. Cái con này là mình phải cho nó đèn vậy nè. Nó phát sáng luôn chị. Đẹp cái hộp hộp trong là nhìn như thật dễ ngon quá à. Cái màu vàng này thử coi nè. Cái đó là giống như trà sữa trân châu vậy đó. Nè, đẹp không? Wow, đẹp. Đẹp không? Đó. Ủa là phải mua về là phải gắn cái đèn ở dưới đít nó vậy hả? Ai mà mua để trong phòng ngủ á, nó chạy một cái dây đèn led vòng quanh á là bao đẹp luôn á. Mấy bạn nè, mấy bạn thích chơi á. Thì đó, cái con này mua cho kêu mấy cô chú mua cho nít nè. Cần ai? Đi được á, sẽ thử trên kênh mình coi. Đó. Em nghĩ là sẽ trên kênh YouTube được. Sao con này nó được không? Đâu? Được. Trời ơi, như em thấy là TikTok nó cũng phải đổ là khán giả mua là về Zalo chốt đơn rồi nó mới quay trở lại đó để chơi. Đúng. Đúng không? Đúng. Thì mình cô chú mình có sẵn Zalo hết rồi, chỉ cần chốt vô đó nhắn cái là quay trở lại YouTube coi. Một cái trang vậy hả? Thì làm thử đi biết đâu. Em thử đó chị. Không nữa tụi em like là có nhiều người kêu là tụi em thấy túi mù đi. À. Là mấy cô chú luôn á. Mấy cô chú nghe hả? Đúng rồi. Vậy mấy cô chú không? Thiệt mà. Chơi thử nè. Đây, sô cô la các bạn lấy nha các bạn. Đẹp quá à. Nè sô cô la làm ai? Lễ ăn nào? Đâu vậy? Lễ nào? À, để lát không lấy. Chị Quyền. Chị Ngọc Quyền. Nè. Ở Mỹ hả? Đúng rồi. Đó, cho Hồng Thanh á. Cô mua gửi cho ekip. Thôi lễ sô cô la đen đi. Ừ, cái đó nè. Đen quả gì kiểu? Nè sô cô la đen nè. Không biết đen này là cái gì. Ai biết? Lễ này không? Nè hạnh nhân em màu đen hạnh nhân nè. À hạnh nhân cho em xin cái hạnh nhân đi. Đó. Cảm ơn chị, cảm ơn cô Ngọc Huyền. Cảm ơn cô Ngọc Huyền rất là nhiều. Đó, bà con cô bác lành lạnh thôi vô chưa cô Ngọc Huyền. Ủa như có gì nha? Dạ có. Đây là đủ rồi phải không? Không, bây giờ là chị nghĩ là cái này live bên TikTok luôn á. Chị, ủa sao cái này nó chạy vậy? Nó có điện. Nó có pin. Nó có điện. Dễ thương không? Nó có điện á. Mà nếu mà nó có đèn nữa thì nó sáng. Xin cái giùm để kẹp mình. Dễ thương quá. Nè. Nhưng mà cái thú vui này nó cũng dễ xả xì chét đó ha. Đúng rồi, ngồi nhìn vậy nè, nó cũng dễ vui vẻ chứ. Rồi bật lên. Đó. Để lại vô. Lấy mấy cái con trái cây ra đây. Nè. Trái cây giờ vui bịch. Nè, hồi sáng cho đi cho nó vui thú cuộc đời. Ồ. Ấy con thỏ. Con thỏ thai cam nha mọi người. Cái này là mật ong nha mọi người, honey nha mọi người. Dạ, đây là con gì ạ? À? Đây là con gì ạ à, mọi người? Đây là con gì?
ngộ quá ha. Chó hả? Con chó hả? Của em bé hả? Không, không biết nữa. Không biết nữa, cái đầu. Trời ơi, con cá heo. Con cá heo. Dolphin. Trời ơi. Nhớ đâu, con dâu. Cái dâu. Con dâu. Cái này là con hổ hả? Con bé. Trời ơi, Nhi ơi, là Nhi. Trời ơi. Nhi ơi là Nhi ơi. Bé, em nói một câu con bằng cho chị coi. Em nói liền. Mọi người đang kêu tên chị kìa. Nhi ơi là luôn Nhi. Đó, nó không bên em luôn. Nga bu bu. Chỗ em này. Nó em này ai thấu. Ai thấu đây. Ủa mà sao tự nhiên chị có ý tưởng gì mua cái này nhìn chị nhớ hứa quá đi. Là bà Hồ Bích Trâm á. Đó con cua con cua. Tối á là 30.000 đến 60.000 người xem. Vậy chị ha. Dâu nè. Không mà bé sắp đi sanh rồi. Người ta đang kêu là mấy bố mà chăm đẻ rồi ai lấy ai đâu mà coi. Chị cứ nghĩ là bây giờ cho team mình vô like. Sáng thôi chị Trâm. Vậy hả xong chị nói em đi đẻ sao? Đẻ thì chị like. Chừng nào mấy đứa đẻ thì chị like. Mấy đứa dữ vậy. À, sầu riêng. Sầu riêng. Hai đứa mất hai cái tông đó. Em gánh riêng sầu. Chị vô điệp khúc đi, chị sầu riêng tự nhiên em bán đi. Sầu riêng tình duyên ai bán. Hoa trắng muộn màng. Sầu riêng dơ dàng. Xóm xa. Xóm xa. Hay mình hoa nở vui tàn. Ai vẽ cùng đàn. Gãy nhìn sang ngang. Đó, ê hề mọi người ơi, ê hề. Dạ, sắp tới thì công việc kinh doanh mới của các em sẽ là ngồi xé tới mùa thêm nha cả nhà. Bà con cô bác mình yêu thương đi qua tóc tóc coi ủng hộ nha. Điều đất cô là trời. Chắc là mình sẽ xé chính trên Khương Dừa shop. Hồi nãy anh Khương kêu là rồi like kênh nào nó like kênh Khương Dừa. Ủa rồi anh Khương xuất hiện rồi có ai coi không? Nói trời anh giỡn hoài anh kêu. Em bé chưa? Gì vậy? Em bé chưa? Tự nhiên cái hỏi chị Kiều có em bé chưa? Tự nhiên cái hỏi chị Kiều có em bé chưa? Em bé. Là tất nhiên là chưa rồi. Em bé. Rồi đó. Chưa bé, chưa cái em bé. Ừ. Tự nhiên cái hỏi chị Kiều. Nè, đó bây giờ nó phải sáng phải không? Cái sầu riêng. Cái này á là mình sau khi mà mình bể về xong ha, cái hồi nhà mình tắt đèn đi nó sáng luôn á. Cái này. Cái này hả? Cái chanh. Cái chanh nha nhà. Cái dừa nè. Sáng nè. Đó, cái dừa nè. Cái dừa. Con cô nớt. Đó, ủa sao á? Ủa cái dừa dễ thương quá. Dễ thương. Đâu? Nè. Ê nhưng mà cái này chị vô cái này em vẫn không hiểu. Gì không hiểu? Cái em vẫn không hiểu có nghĩa là tụi nó phải cùng cái hạng mục với nhau đúng không? Ví dụ như con này là phải cùng con này thì mình mới like được. Cái đó là nhà người ta chơi, còn nhà mình chơi nó không cần vô một cái thứ tự nào hết. Là muốn chơi là chơi. Thích chơi là chơi. Ủa nhưng mà ý ví dụ như người ta đặt sao? Người ta đặt sao hả? Biết đâu giờ còn không biết nữa. Là sao cái luật chơi hả? Bây giờ nè chị Dung chỉ lấy về tao nói tùm lum tùm lưa hộp dưa cái hạng mục này bây giờ cái này là bữa giờ chị đi kiếm mẫu chị mua chị test test hả? Cái này là mình đây nè còn mình chơi là phải đúng rồi cái này nè thì đúng rồi con này như dưới lại mấy con này chỉ là nó cùng một bộ khác đúng rồi đó mấy chỗ con này ê con này dễ thương đây ví dụ như hai con này là một bộ nè một cặp nè đồ ok nè là ai mà bóc ra được chúng này là hạng mục là mấy con này là cùng hạng mục thì đúng rồi đúng rồi thì cho cái mấy con này là cùng hạng mục này là mẫu thôi kê ha kê xé liền đi dạ đơn của chị Nguyễn Thị Ngân chị lấy cái gì ạ chị lấy cái này đúng không ủa chị đơn chị Ngân là 7 túi cái gì nó gọi là gì Nguyễn Giọng gì cái sầu riêng Nguyễn Giọng cam rồi đưa đi xé đi ạ trời ơi Nguyễn Giọng lên cái túi xong rồi xé vậy thì đại học mà 7 nguyện vọng nữa hả có một nguyện vọng thôi mà phải nói trên bao nhiêu mới có nguyện vọng nữa nguyện vọng là sao nguyện vọng có nghĩa là khi mà chị xé nó ra đúng cái màu đó của chị sẽ được tặng thêm một tấm túi nữa à ví dụ như nguyện vọng cam là nếu mà được có con cam là thêm được một túi giống như kiểu là cái con số may mắn vậy đó đúng rồi nhưng
Nhưng mà ví dụ như trong trong cái lốp xé mà nó ra một cặp giống nhau á, thì được tặng thêm một con, được tặng thêm một con nữa. Còn riêng cái huyền bạc mà chỉ cần một thôi là được tặng, mà giống dữ chưa em quên chị, bây giờ cái này giống nhau nè, như này là giống nhau nè, giống nhau, ví dụ giống là giống hoàn toàn gì đó. Còn ví dụ như nguyên vòng đỏ mà xé ra được nguyên vòng đỏ này là được tặng thêm một túi nữa đó. Rồi em chơi rành luật chơi này lắm. Rành lắm. Ê rồi nó lỗ sao mới được. Ừ. Đúng vậy, rồi. Nhưng mà nó chung vô là vậy mới lỗ. Có người này người kia bù qua sót lại. Có người hên thì chơi lời. Thôi bây giờ ra vô 100 triệu chơi vụ này đi. Trời ơi. Cái gì vậy trời. Để đi nhập nó ra chơi. Ốc tiêu cũng đang chơi đó. Ốc tiêu hay gì đi nhập. Ốc tiêu cũng đang xé túi mù đó. Kêu ốc tiêu không đi xé, mình xé thùng cho đi. Rồi trà sữa về đội. Rồi trà sữa về đội. Trời ơi. Ốc tiêu bữa giờ xẻ bên đó không biết được không? Chưa coi, không có biết kênh TikTok của ốc tiêu. Mà là cho buôn bán nè. Ủa thì nó là buôn bán, cũng là một cách hình thức bán hàng mà. Trời ơi, mấy đứa mình cho nó xẻ từ bây giờ, nó tập bán hàng á, mai mốt giỏi lắm. Cái này cũng là một hình thức bán hàng thôi mà. Nhưng mà cái này nha, cái bản chất của người bán lẫn người mua đều vui. Cái người mua mình ngồi mình nữa mình cũng ê, cái người bán á mình cũng vui nữa, mình ngồi mình nữa cũng vui nữa. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu lại lại chúng nhiều mình vui ngồi lỗ. Mình lỗ thôi chứ mấy bạn vui lỗ thôi chứ mấy bạn vui. Trời ơi con Honey nè, thấy ghét không? Con chưa trời ghét ghê vậy. Bella ngồi được chưa? Rồi đó, bắt đầu nha, hành nghề nha. Hành nghề luôn đi, test luôn đi. Lấy kênh ra chơi luôn. Chị gắn đèn gắn máy vô chơi luôn. Thôi, bây giờ từ đi, mình xét. Đâu cần thông báo đâu. Đâu cần thông báo đâu. Xong mình mới có đơn chứ. Để giữ dép lào chưa? Dép lào xỉ trời chưa? Ơi, trời ơi. Chị phải tại vì tôi nói cái gì? Dép lào xỉ chưa? Đâu rồi ta bám trend rồi ta bám các kiểu con này. Ghi gì ghi theo đó không? Thấy người ta ghi cái gì là y chang vậy. Chứ người ta đâu có ghi Zalo rồi nó quánh sạch canh luôn rồi. Cái gì mà cá mắm. Cá là giá. Cá là giá. 10389 077 077 7 chị có gì mà làm liền vậy đó, không có chờ đợi. Chị vô chị biết thông báo là gì? Chị thông báo hôm nay lên clip liền đi, xong rồi ngày mai mấy giờ chị nói mấy giờ chị like là chị phải lên like đúng giờ để người ta chờ. Ủa cần gì phải thông báo tóc tóc nó giống như một cái sàn mà. Đúng rồi, chị có phải có đơn trước chứ. Đang tính like đúng chứ. Mỗi đơn hỏi chị cái đơn trước đi để chị xé nè. Mỗi cái đơn trước đi để tao hồi nó xé nè. Chị phải có đơn trước chứ. Là YouTube trước đi. Là YouTube trước hả? Đúng rồi. Còn mà nếu mà YouTube mà ế quá thì mình mới xem tóp tóp được. Mà tóp tóp thì nó cũng có tệp mấy cái kênh kia của nó rồi. Mình cứ chơi cái kênh mạnh của mình đi. Mình có khán giả của mình. Chưa ít ai xé. Đúng rồi, chị YouTube nó mới nổi bật. Xé mà nổi nhất YouTube nó là mới đỉnh nè. Có còn TikTok với fanpage người ta xé quá xé rồi. Mà không phải để thử xem khán giả bên mình có thích xé không. Mình thì thử bên YouTube coi. Thì cứ thử coi. Cái giả mình tại vì cái đó thực ra cũng chạy trẻ chơi nhiều chứ người lớn không biết. Sợ người lớn. Rồi bây giờ hàng nhập về đây bóp bàn lùi giùm chị gái bây giờ làm nè. Hàng nhập về rồi bây giờ là cái kênh người ta tính coi là người ta tính lý thị trường người ta đang. Rồi bây giờ cứ gom đồ về cũng ngon sẽ bên đó sẽ YouTube, còn chị bên này chị cứ test TikTok xong rồi còn Minh Nhi thì test fanpage. Quá trời ơi là trời. Ngồi chốt nè rồi chốt, xong rồi chốt. Rồi chừng nào bắt đầu này xé nè. Mai mốt. Rồi ngày mốt là bắt đầu kênh Nguyễn Thị Ngân, kênh Mai Mami ở bên đó là bắt đầu xé nè. Đó, xin chú mừng nha cả nhà. Ok la. Rồi chốt đi. Chị nhập về khoảng cỡ 50.000 con rồi. Cái gì vậy trời? Ý là mày kêu ốc tiêu mang qua đây mình xé rồi. Người ta khoát ốc tiêu lên xé bên đó mà. Ủa mỗi người mỗi cái tài khoản khác nhau mà, mỗi người mỗi cái tài kênh khác nhau. Bạn ai mới xé đi. Bạn ai mới xé đi. Cái tan nát đời qua ra. Là. Chị cái này để phải sắm thêm cái loại xoay mà có đèn á. Cái này thôi không cần đâu, người ta cũng vậy mà. Không á. Không ý là người ta cũng để không vậy mà. Mình đi mua mình tặng người ta cái đèn. Mình bớt ưu đãi kiểu đó lại. Rồi mình đã tặng cái này. Ý không mấy bữa sau mình bán phục vụ cái kia mình tặng cái này đi. À, xé mà tặng cái này. Chị đi xếp hàng từ sáng đến trưa chị mới tranh chị mua được 20 con này nha. Rồi sao mà xé, có 20 con rồi sao không xé? Không, mấy con xe để này cho vui thôi, xé mấy con nhỏ đi. Đó. Trời ơi. Mua phủ bạc tặng ngân cục này, về tự xé ra.
hợp lý á, có chừng người dân con nói bán chai phụ bạc tặng con này là còn còn hợp lý á. Đó về là tự xé ra rồi để không phải mình xé luôn, ví dụ tặng chị hai bịch làm xé liền để đó nêm liền luôn, ví dụ hai con trùng nhau tặng thêm con nữa vậy đó, xé liền rồi gói chung mang phụ bạc luôn. Ê cái con này mắc lắm đó nha. Hả? Mắc hả? Ờ. Mắc lắm trời. Chị ý là em nói là mua combo từ nhiêu đó bắt đầu mới tặng hai. Mà cảm giác là thích tự xé. Đúng rồi, về nhà tự xé cho nó vui. Ờ. Ừ, nó mới cảm giác nó hồi hộp á. Mới vui. Ok là. Dạ rồi, sắp tới thì quý bà con cô bác yêu thương ủng hộ các kênh nha cả nhà. Đó thì các chị em sẽ hành nghề xé đồ nữa. Xé đồ. Dễ thương quá ha. Dễ thương. Đó. Ừ, rồi. Giữ cho vô cái túi cho ngồi xé ra. Ừ, người á thì hả, đóng thấy bà cố nội luôn, người xé quá trời. Đây bấm nè, bấm được cái nè. Ừ, đây nè, bên đây đang bấm nè. Đang bấm nè. Em thì em thích mấy con bóp từng cái vô. Xong rồi rồi xé ra. Cái gì vậy nhỏ? Ủa là đóng hết vô rồi hả? Giờ mình không biết con nào con Kitty con nào con nào. Dạ, có chờ lại phải không? Con Kiki, con Moi gì đó, con Moi, con Kiki gì đó. Con Kiki rồi Moi rồi này kia, còn biết nó tên gì nữa trời. Không biết nữa trời ơi trời. Thấy con em bé này dễ thương ha. Vâng ha. Em bé này dễ thương nè mọi người, em bé này dễ thương nè. Đó, dễ thương chưa? Con đó mới sáng, mấy con trong trong nó mới sáng. Cái đục. Này gọi là con đục. Bé đục. Bé đục. Bé đục rồi bé trong nữa. Trời ơi, cái bà bé nó dễ thương nha. Bà đó bà trái cây. Bà bé trái cây. Phụ qua đó, trái phụ qua. Trời ơi, khổ qua đó hả? Ừ, khổ qua đó. Đủ cái chuyện hết trơn. Thật lắm á nha, cái này ngồi mà làm ba đứa túi mà ngồi xé cái dèo phải hết rồi. Chị cái gì đây chị? Người bỏ vô không kịp người xé ra. Dạ thôi, cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều nha. Mong rằng cả nhà sắp tới ủng hộ team nha. Mấy chị em bên này bán đồ rồi cũng có tranh thủ xé túi đồ luôn. Dạ. Nó sẽ tặng luôn phải không? Dạ. Mua đồ sẽ tặng. Thì mua đồ đi. Để em bán đồ xong rồi mình lấy mấy cái này của chị này về mình sẽ tặng. Đi mua đồ cái xong cái như mình xé tặng xong là lúc đó mình mới xé là ok đó. Ở ngay là mình xé xong mình cái gì trùng nữa mình tặng thì đó, ý em nói là vậy. Ý là mấy con nhỏ nhỏ nè. Ừ. Nhỏ chứ có con bự là mắt đúng không? Thì đó, ý là mua đồ mình sẽ tặng đó mà lỡ mình trùng nữa tặng nữa. Thì đó. Ok. Không có điểm dừng. Một cái áo nhiều. Áo 208. Nếu mà xé ra mười mấy con này là cũng bằng tiền. Bằng tiền cái áo á. Rưỡi vậy. Trời ơi, chưa biết chơi đi nè, 10 giây, 10 S là gì? Thấy chị Hồ Bích Trâm không? Vô Bích Trâm kêu là nói. À không sao. Hồi vô Bích Trâm kêu là xé không có lòi luôn thấy không? Mấy con xé lấy tương tác hả? Đúng rồi, xé lấy tương tác với lại tăng lượt follow à. Đúng rồi, tăng lượt follow, ba sắp được 1 triệu follow đó. Ừ. Cái hôm mà bà mới xé là kênh bà có 500 mấy đúng không? Tao biết rồi. Ừ, 500 mấy đó, bà xé 15 ngày bây giờ nó được 5 triệu rồi kìa. Còn hình như là còn có 10.000 người nữa là được 1 triệu rồi đó. Trời, chắc đủ luôn. Mày kêu anh Khương xé đi. Nói vừa mới nói là anh Khương xé. Khương mà ngồi xé là vui lắm luôn á. Một ngày tăng 200.000 follow. Kêu anh Khương 200.000 của YouTube hay là Top chứ. Sao top mà. Hồ nói chứ. Đi theo con đường bền vững đi. Ta vui ta vô cái gì buồn ta đi ra. Ủa không, nhưng mà người ta vẫn tăng chứ. Tăng thì tăng nhưng mà nó chưa có mặt về cái nỗi không, người ta chưa biết. Nhưng mà các nhãn hàng người ta thấy mình like liên tục mà lượng xem cao là người ta sẽ ví dụ như là người ta đưa cái đầm cho review chẳng hạn. Nói chung cũng có nhiều người là đang nổi lên nhờ cái vụ xé này. Ừ. Bình thường là cái động khác mà lớn nhờ cái này là nổi bật lên. Nổi bật là cũng nhiều cơ hội. Ok là chốt chơi. Đúng. Dạ. Mong rằng quý bà con cô bác ủng hộ từ tóc tóc qua tới YouTube cho tới fanpage nha cả nhà. Dạ, cảm ơn bà con cô bác.